lo ano yan.
sau giờ đường 3 đường Kim Dương. Hàng hóa trái cây đều nằm ở đây. Mua mày rắn dạ tôi mua mày tiên sáu triệu anh đặt hàng rồi đó à, cũng đây lời mình nói gì gì chú á đấy không đúng dạ à anh đâu anh về mình chỉ làm gì đúng không dạ cảm ơn mà chờ vẫn còn chưa đúng lắm. Cảnh đẹp chứ bạn thì nha, những bỏ ngay nước tẩy đây. Ồ vậy hả? Hai đứa nhỏ này ạ. Ờ, cánh gà bò. Hôm nay là chậu mất. Rồi bài chục không? Tìm miền lại là bố đó. Bài chục là đúng bạn. Bài chục là đúng bạn. Oh, see. Thật như là đủ phải nói. Yeah.
chục ngàn thôi, pha chục. Mày la. Đông lắm. Chờ mù. Nắm tấm mù với cái này một to. Cái này mùa nó nặng đi anh. Dạ. Nóng lá, mùa chiến anh. Mùa da mùa lê trái hả? Dạ, dạ. Để con phim rồi chị ơi. Chi có bên ra hết. Để cho em Nga mình ra có gì. Con mấy? 5 cân nữa. Thật giò. Rồi, hẹn gặp lại nha. Liêu, Minh.
và cảnh bên khu ngoài này là khu ăn. Tám quay xì chị ơi. Mua trên hộp ăn. Phần lọc phần bèo. Dạ, mua trên hộp vị chưa? Là chuỗi lại đây nè, nó làm việc như vậy. Lại đây là
là một cân gì hết. Đúng chứ. Đúng chứ. Về qua đan này. Mày bảo ăn cưa đi, ăn cưa đây.